Xin chào mấy bạn nha. Nay cùng chơi. Lần trước là quái nó mạnh quá tìm cách để nâng mạng lên, giờ cái có cách rồi. Giờ chiến tiếp thôi. Giờ đi về đi về về thành hồi máu cái. Giờ bắt đầu nâng cấp vũ khí. Cái vật phẩm à. Cái này là nâng 20 lần. Nâng cấp. Nâng cấp sức mạnh hết thực á. Này 10% nữa là hết thực. Nâng hết cái này luôn. Nó lên được cỡ 2.000. Mấy cái khác nâng lên mà nó không có. Nâng mấy cái hết nó không có bằng cái này đâu. Gần gửi hả ta, tao nhớ là 2.000 mà ta. Gần gửi hả, gì nhớ lộn rồi. Cái này kiểm tra đúng thì lưu lại đi nghe, tại vì cái này không biết sao nữa, có lúc là nó lưu có lúc nó không lưu. Mấy bạn nâng từng cái rồi mấy bạn đừng có bỏ không nha, các bạn phải cho kiểm tra lại này coi coi.
thấy chưa? Phải cái kiếm này không ta? À, cái kiếm bằng 20 nè, ngàn gửi nè. Đó, đúng rồi phải không? Đúng rồi, lưu lại. Sức mạnh phép thuật là xài kỹ năng ấy, nó lưu. Đây, tiếp tục cái khác. Phẩm cánh tay này cũng không biết cơ chế của nó. Vũ khí không biết cơ chế của nó là sao nữa. Mò tới mò lui cũng không biết cơ chế chính xác của nó là sao nữa. Thành triệu. Này nó rối lắm. Lá trắng ao là cái gì? Kiếm nào cộng sức tấn công rồi mình xài cái đó. NaCl là đang trang bị phải không ta? Cắt gì quá à. Đúng rồi, chắc là NaCl là đang trang bị nè. Mấy cái này nhìn quen lắm. Này nó cũng không có hiện số sao gì để lừa, dễ lừa nữa. Không biết cái nào là cái nào luôn. À, lựa chung đây ít hơn nè. Lá trắng phòng thủ 90, tấn công phép thuật 11. Tà ơi, nó còn mỗi mỗi cái thông số đều khác nhau nữa. Phòng thủ
phong thủ ma thuật. À cái này có 4 dòng à. Cái 4 dòng. 4 dòng. 2 dòng. 4, 3 dòng. 3 dòng. 3 dòng. 5 dòng. Vậy là theo số dòng đi. 5 dòng. 5 dòng là lớn nhất à. Ba dòng, bốn dòng, này cũng năm dòng, đây bốn dòng, bốn dòng, năm dòng, sáu dòng luôn. Sáu, sáu dòng. Thì chắc là màu tím này là tốt nhất à. Ba sáu bảy dòng quá đã. Rồi lấy cái 7 dòng. Thì là này là mua rồi nó 5 dòng 7 dòng. Màu vàng cao hơn màu tím hả? Ba sáu bảy bảy dòng. Ba sáu ba tám dòng luôn. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám. Nhắn à, cứ vậy đi. Lưu lại đi. Ta bước cần bằng hóa nào.
Không biết cường có tấn công ba thực được không? Không được rồi. Tấn công thường thường quá cũng được nữa. Mày không có gì luôn. À, cường quá phòng thủ thì được. Phòng thủ với phòng thủ mở thực thì được, tấn công thì không được. Tải lại thôi, mắc một số đá rồi. Vô cửa hàng vũ khí coi. Giờ bán cái ba đúc này nè. Phẩm nâng cấp phòng thủ phép thực hay là phòng thủ sát thương vật lý ta? Thôi mỗi cái 10 cái đi. Phòng thủ này đi, để cần cài cấp
Không. Trong 20. Lâu. Cái này phải kiểm tra lại điểm luôn các bạn. Game này game cũ rồi, nó khi điểm luôn, nó không có ăn á. Thì mình là lần đầu mình có gặp rồi nha bạn. Đấy, game này là lâu lắm rồi. Này không biết có ăn chưa nữa. Không. Thôi nhá. Tôi nói. Không biết nó ăn được tấn công không nữa. Thích tấn công à. Không được rồi. Thì sao mà có thông số tấn công mà xài tấn công không được ta? Có sao có mấy điểm vậy ta? Rồi giờ đi
đi qua cái ông kia mua thêm đá. Tiệm lớn trên đây mới có. Ni hao. Cái gì vậy? Ni hao. Sao nữa rồi? Thank you. Thấy chưa? Mày phải siêng lui lên mấy cái game cũ này nè, phải siêng lưu vô. Kỳ vậy ta. Ok. Mua. Phẩm. Ba trăm máu phần trăm chắc khỏi năng nữa quá. Hết đống này không biết lên nổi 20 không, chắc không đâu, chắc thôi 19 rồi. Đi luôn lại khóa. Sức mạnh vũ khí lên. Không được. Sức mạnh phép thuật lên. Không được luôn. Nó bắt xài phòng thủ nữa rồi. Thank you.
Giáp này có nghĩa thảo quan. Hết luôn. Coi coi với số đá còn lại đủ không? Không đủ rồi. Vậy là còn 19 thôi. Còn nào nữa? Còn chiếc nhẫn nữa là hết rồi. Lên, phép thật. Vậy chứ. Có chiếc nhẫn là không là thất vọng rồi. Thank you.
Chơi hết đá luôn. Số 304 là ô ô hên chữ lắm á. Luôn rồi đi đánh người lên ngủ phát để không không đánh chúa tể gần xanh trước. Coi có cải thiện được gì không. Bên đây nè. Đây. Ô. 11.000. Tăng công thường coi. Đâu năng tấn công thường đâu mà. Có 750. Thôi coi bị đánh lại coi trường như máu. Trăm chín mấy máu. À 40.000. Tới giờ để đánh Golin. Vậy là vô đề tài 40.000 quốc con 100.000 máu được rồi. Chí mạng phát là xong. Cái lộng chí mạng mấy phát là xong. Vậy là vô địch trong cái này rồi. Chắc kiếp này kiếp hết chứ. Qua chúng ta cùng qua game mới quá. Chơi cái 80 này. Hàm chính cũng hơi đau vậy ta. Tưởng đâu chưa trừ có chút xíu chứ. Cũng không có hóa áp đảo của Golin ta. Đi kiếm thằng thằng đồ tể 100.000 máu.
Đánh bại boss rồi, chúng ta kết thúc này luôn. Còn chưa đánh lại boss nữa thì nghiên cứu tiếp. Tôi không tin game này có con nào mà trên 100.000 máu. Bốn trăm máu rồi. Ngon cơm. Ủa sao có ngàn máu vậy ta? Chí mẹ cũng có 4.000 máu à. Thuốc nào không? Tỷ lệ chí mạng thêm 50%. Ghi là đứa có bàn à. Có gì chiêu thế giới là cái gì?
Thôi phục hồi đầy máu đi. Cái này nó mệt cái vụ này quá. Mày không biết có thể tác dụng không? Chơi chiêu khác nữa coi. Thế thì hệ cao là bao nhiêu? Có bốn trăm mấy áo là thua ngọn lửa nữa. Cuối cùng lại ngọn lửa là cái này sát thương cao nhất.
Ta lúc 3 chiều. Ủa mới đây hết rồi hả? Hầu thêm đằng này đầy cái máu lại nữa là xong. Thắng à. Đấy. Xong rồi em yêu ơi. Chí mạng đi. Đừng ngại ngùng gì. Đấy.
chí mạng nữa đi. Chí mạng hai phát liền coi. Không chí mạng. Giờ khỏi xài gì hết. Cứ bam chiêu mà thắng. Đấy. Chiêu cuối cho mày chiêu 80 năng lượng luôn nè. Đấy. Tạ 58 luôn. Nãy có mấy? Kiếm gồng luôn. Rồi, lưu lại đây. Rồi vậy là đất xong boss rồi đó các bạn. Mày phải lướt ra không? Ui. Hoàng chú vậy còn nữa quýt nữa. Lên đóng cấm luôn. Vậy thôi. Ôi.
Mày ra không được hả mày? Vô rồi ra không được, vô làm gì trời? Xong phim luôn. Mai mà lưu liên tục à? Gì vậy? Bánh thường mày luôn. Ơi, khỏi luôn. Nhiều đủ rồi. Hồi máu liên tục hả mày? Còn nữa hả? What the fuck you? Thì chạy lên để bắt đánh hết mấy con đó.
Sao mà có tân sát thương gì mà nó không tăng lên được nhiều chứ. Nữa ơi. Tao ơi. Fan okay. Ôi giờ chính là tới đồ thể khát máu. Anh mày xử nó rồi. Chú mày cứ đi về đi. Chú hay em gái. Bé cứ đi về đi. Anh mày xử nó rồi. Ba dâm ba thằng ót. Tới lờ. Hơi nè. Nữa rồi. Mẹ mày. Nói về câu cái em ra luôn, không không đi về chung ở đây làm gì? Mấy con quái này mà thiết lập gì đâu mà nó nha, nó hồi sinh nhanh quá, mới đây hồi sinh là quýnh lại từ đầu nữa rồi. Là lần 600 máu luôn. Chết đi. Rồi dài không? Cái gì vậy? 4 mày bỏ mày lại rồi. 4 mà không có rảnh đâu quýnh với mấy con này hoài. Bố mày quá tốt bụng mà. Mày đã làm lò gì?
bố mày mệt rồi đó, lần nói chuyện thì mày với mày mà lần nữa mà mày nói tào lao mày không về nữa là bố mày bỏ mày luôn. Bố mày mệt rồi, bố mày còn lạc đường, không có đường ra đây nè. Bố mày mắc đi kiếm đường rồi, không có ai rảnh mà hầu mày hoài đâu. Mày mệt mỏi thật sự luôn. Mẹ nó. Nói chuyện với mày một lần nữa mà mày mà nhây nhơ bố mày bỏ mày lại luôn. Sao vô? Má khó dữ ta. Cái con quái nó xuất hiện liên tục kìa, cái bộ nội nó bố mày cứu mày không nổi rồi, quái nó hồi sinh liên tục luôn. Thằng ấp nào mà tạo ra cái game mà không có nói chuyện, rồi sao mày không nói chuyện với tao? Nói chuyện đi con chó. Liệu nhà thám hiểm khó thở là cái lời gì? Liệu nhà thám hiểm khó thở là nhiệm vụ cái gì? Liệu nhà thám hiểm khó thở rồi tao đi giết cái gì? Tao làm cái gì? Mẹ.
Rồi xong rồi đó, mày xong rồi đó. Liệu nhà Khánh hiểm khó thở hả? Tao bỏ đi về, tao đi kiếm đường ra. Bố mày lại chơi cản tình kìa. Chơi quá cạn tình rồi. Bố mày đi kiếm đường ra. Lâu. Lâu. Bố mày không có ở đó nữa. Nhiệm vụ. Sao nhiệm vụ không không hết trơn vậy ta? Nhỏ đó đâu có giao mình nhiệm vụ nào đâu. Vậy là game này chắc bị lỗi rồi. Nhiệm vụ toàn không 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 có nhận được nhiệm vụ nào hết chứ. Toàn đi đánh tào lao gì không nè. Cho bố đường ra mau lên. Bố muốn đi ra ngoài. Cái gì nữa đây? Cái gì nữa đây? Đường ra của bố đâu? Còn mày là cái gì nữa? Không có đường ra luôn. Cái gì hướng dẫn gì đây? Nhập từ đây gì?
Thì đó cái hàng không phải à? Này qua không được. Cuộc cuộc đi đâu bây giờ? Hai con luôn. Lại đây. Chết cha từ mày hết. Thờ chữ kính giữ cái 500 vàng. Nói tao được cho 5 tỷ xài. Là có tưởng đâu có gì trọng. Nghèo khó nói tao cho 5 tỷ xài mỗi đứa. Có 8.000 máu à, cũng chẳng đường tao nữa. Mày biết tao xử một con 100.000 máu chưa? Mày có 8.000 máu mày cũng phải đặt mày cản đường tao nữa. Hy vọng trong đây không có được, phải có đường ra. Không có nữa. Không biết lại đi đường nào luôn. Dậy nước. Dậy nước. Dậy nước rồi các bạn ơi. Ngoài lưu lại về nước rồi đấy, lưu đấy về nước, bye bye các bạn nha. Ủng hộ tôi ở game tiếp theo. Bye bye.